Chào mọi người, mình là Trung với kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục đây. Cần Câu cần tay máy phụ Ikada rồi hai khúc ba khúc nhỏ nhắn xinh xinh đây. Rồi gom lại, trước tiên là cần này, hai cây này luôn. Hai cây này giới thiệu luôn lượt nhé. Đây cần này China xuất Nhật nha mọi người, dài 1m8 này, dài 1m8 có 3 khúc đấy, khoan còn ok, khoan kim loại luôn nha mọi người, còn ok nhé. Dài 1m8 thu vào 68cm, đọt 1,6 ly, cân nặng là 100g, giá là 220.000 đấy. Cái này ngoại hình rất là đẹp nhé, China xuất Nhật nha mọi người đấy, đọt mảnh dẻo này. Đấy. Đây này cũng như vậy, y như vậy thôi nha mọi người. Đấy. Khoan bát còn ok, bát vặn nhựa nhé. Đây này số 1, số 1 220, số 2 220, 220.000. Số 3 là một cây 3 khúc Ryobi máy in Korea. Đấy. Không hư gì bể cái lại chữa đó rồi. Đọc với nhau rồi. Đấy. Giàn khoan. Đấy. Ok. Bát Fuji FX7 nhé. Cần dài 2m7, thu vào 98cm. Đọt là 2,1 ly, cân nặng là 310g. Cái này cái số 3, giá 350.000. Số 3, 350.000 nha mọi người. Số 4. Đây. Số 4 là một cái cây Ikada này. Đây. Ok. Hai khúc nhé. Dài 1m8, thu vào là 93cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 160g. 160g nhé. Bát vặn nhựa này, bát vặn kim loại này. Đấy. Đọt mảnh nhé, đọt mảnh. Đọt như đọt Ikada nha mọi người. Đấy. Đây là cây số số 4. 250.000, số 4 250.000 nhé. Số 5 là một cây cần tay máy phụ Olympic nha mọi người. Đấy. Đọt này. Nó có bóng lóng tất cả nha, đọt này. Đấy. Đấy, cao cảm giác 1. Đấy, mình có cái dàn khoan thử. Khoan ok nha mọi người. Dàn khoan ok. Bát FS6. Đây. Cần dài 3m2, thu vào là 89cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 160g. Cái này số 4, số 5 chứ. Số 5. Số 5, 350.000. Số 6. Này, số 6 là dạng tay máy phụ 2m4 Ryobi nha mọi người. Đấy. Đây này, đọt này. Ok. Ba lóng nhé. Đấy, đọt mảnh. Cao cảm giác. Đấy, 1, 2, 3 lóng nhé.
hai mấy phụ Itada ba lóng như chị đây. Bát FX7 thằng này dài 2m4, thu vào 90cm, đọt là 0.8 ly, cân nặng 110g. Cây này cây số 6, số 6 290, số 6 290. Số 7, số 7 là một cây cần tay máy phụ Olympic nha, 3 máy. Đọt của nó đây. Đấy, khoan rồi còn ok nha mọi người. Đấy, khoan còn ok. Đấy, bát Fuji FX6, cần này dài 3m, thu vào là 87cm, đọt là 0.8 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số số 6 340. Số 7 tiếp tục một cây cần tay máy phụ, cần tay trợ máy Ryobi. Đấy, bát Fuji FX5 này. Đấy, đọt của nó đây. Ok, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Đấy, đây. Cần này dài 3m9, thu vào là 90cm, đọt là 0.8 ly, cân nặng là 160g, giá 350.000. Cây này cây số 7, số 7 350.000 nha mọi người, số 7 350.000. Số 8 tiếp tục là một cây cần tay máy phụ Ryobi. Số 9 nhé, 8. Đây, cây này thì đầu bu nó bị mất rồi. Đấy, đấy, về mọi người cọc thêm cái đầu bu vào nhé. Cần tay máy phụ thì cọc mấy cái đồ nó đơn giản rồi. Đấy, khoan là còn ok nhé. Bát Fuji FX5, cần dài 2m8 này. Thằng này đúng là 2m7, hình như thay cái đọc luôn rồi. Thu vào là 1m03, đọc là 0.7 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 8, số 8 180.000. Số 9 tiếp tục một cây tay máy phụ. Đấy, 2m7 Ryobi. Đấy, đọc của nó này. Đấy, đọc tháp nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Ok, dàn khoan ok nha mọi người. Bát FX5, cần là dài 2m7, thu vào 1m03, đọc 1 ly, cân nặng là 120g. Cái này số 9, số 9 300. Số 10 là một cây cần tay máy phụ 17H này. Cái này Ryobi nha mọi người. Đọt của nó đây, đọt mảnh thế này. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 4 5 6 7, 7 lóng rồi, 7 lóng. Cần này thì nó, cần này thì mình thấy nó có bị này, bong một cái khoan ở chỗ này, một cái khoan chỗ cái đọc thứ hai, cái lóng thứ hai. Đây, mọi người về cọc khoan này đơn giản, chỉ cần cây kẽm mọi người vào
cuốn lại mọi người cọc vào đây là ok nhé. Rất là đơn giản thôi, có gì đâu. Bát Fuji FX6 nhé. Cần này dài 5m1. Đấy. Thu vào là 5m1, thu vào là 86cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 320g. Cái này cái số mấy rồi nè? Số 10. 8, 9, số 10. Số 10, 400 nha mọi người. Số 10, 400. Số 10. 1 là cây cần đai qua, cần tay máy phụ nha người. Cần tay máy phụ đây. Cần tay máy phụ hay là gọi gì nữa đây. Mình cứ gọi đó đi. Đấy. Hay là lua rút. Cái này có thể gọi là lua rút luôn hay sao. Đây. Hai lóng nha người, hai lóng. Đấy. Bát Fuji FX6. Cần dài 1m8, thu vào là 96cm, đọt là 1 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 11, 240.000 nhé. Số 12 là một cây cần hiệu Sanwa nha mọi người, dài 39. Cây cần này thì cần tay máy phụ đây. Nhưng mà cây cần này có đặc điểm là cái đọt nó bị gãy rồi. Cái đọt nó bị gãy, người ta có nối ở đây này. Nhưng mà mọi người về thay cái đọt khác đi. Thay cái đọt khác đi nhé. Còn lại thì mình thấy ok nhé. 2 lóng, 3, 4, 5 lóng tất cả. 5 lóng tất cả. Về mọi người thay cái đọt đi. Thay cái đọt đi. Đấy. Người ta có nối rồi. Nhưng mà mọi người về xem nữa dùng được thì dùng, dùng được thay nhé. Đấy. Hiện tại của nó mình tính luôn cái đọt đó là dài 3m7 này. Thu vào là 92cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 220g. Cái này mình bán 140.000 cho mọi người về thay đọt nhé. Cái này cái số 12. 12. 140.000. mười ba là một cái cần tay máy phụ Kitsu này, Bát Fuji FX6 này. Ok, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng nha mọi người này, có khuyên cái thì nó còn bị gãy vỡ rồi thì mọi người thay khác nhé. Đấy. Cái đọt thì nó có bị gãi một tí rồi người, đọt nó bị gãi một tí đầu bu chỗ này rồi. Đấy. Cần này dài 3m6, thu vào là 1m03, đọt 0,8 ly, cân nặng 180g. Cái này cây số 13. Cái này bán 290.000. Đấy. Số 14 này. Số 14 là cái cần Ryobi 18H nha mọi người. Đấy. Cần tay máy phụ. Đấy, đọc này. Ok. Đấy. 1 lóng 2 3 4 5 6 6 đấy. Đọt tháp nối nha mọi người, đọt tháp nối. Đấy. Cần này Fuji FX6. Cần này dài 5m4, thu vào là 1m04, đọt 0,7 ly, cân nặng 340g. Giá cái này là số 14. 14 390.000.
15, một cây cần tay máy phụ dài 54 nữa, không biết cái hãng gì giờ chứ nó mắc quá. Đây đây, hay là thì cái chỗ này nó bị người ta cọc cái khuyên như này mà bị sổ này, cọc cái khuyên như này bị sổ này mà nó gãy luôn cái khuyên rồi. Về mọi người cọc lại khuyên chỗ này nhá, về bỏ cái nhựa này đi, người ta cọc để mình tháo lung đi. Đấy, tháo lung như cho nó nhìn cho nó đẹp. Mọi người về cọc lại cái khuyên vào đây nhá. Đấy, đọt đọt của này chắc cũng bị gãy một tí rồi, đọt của này bị gãy một đoạn đây nha mọi người, gãy một đoạn rồi. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người, sáu lóng. Đấy, sáu lóng thì nó mắc một hai cái khuyên gì đấy. Bass Fuji FS6 này, cần là dài 5m2, thu vào là 1m02, đọt là 1 ly, mốt cân nặng là 360g. Cây này cây số 15, cây này 290.000 luôn, 290.000 để cho mọi người cọc lại cái khoan nhé. Mười sáu là một cây cần này gọi là Ikada hay gì đây. Đây đây nhá, đọc này đó, hai đọc thế thôi. Đây, hai cái khuyên Bass Fuji FS6, cần dài 1m8, thu vào 96cm, đọc 0.7 ly, cân nặng là 110g. Đây là cây số 16, 240.000. Số 17 là một cây cần chất liệu là đặc nha mọi người, chất liệu đặc. Và 2m1, thu vào là 1m05. Thu vào là 1m2 mọi người, nhầm rồi, thu vào là 1m19 nhé, 1m19 nhé, thu vào 1m19, đọt là 1.1 ly, cân nặng là 310g, xương đặc này khá là nặng nha mọi người. Đấy, Fuji FX6 này. Đấy, cái đọt nó dài hơn cái thân nha mọi người, cái đọt nó dài hơn cái thân. Đấy, đọt nó dài hơn cái thân này, xương trong luôn. Đấy, ok, đọt thì mảnh lên này. Đây, cần này cần số 17 270.000 nha mọi người. Đấy, 18 một cây hai khúc đây, cán tre dài 1m6, thu vào 90cm, đọt là 0.9 ly, cân nặng là 140g. Đây, gốc tre thân này. Đấy, nấu gốc được này. Đấy, đọt này. Đấy, đọt này chắc thủy tinh nha mọi người. Ok, cái này cây số 18 220.000. 19 cây câu bè câu tôm gì đây. Đây, Bass Fuji FX5 nha mọi người. Đây, cây này một lóng như thế này thôi. Đấy, mình cũng chưa cân đo nữa, mình thử xem nữa. Cây này dài cỡ khoảng gần 1m1 đó mọi người, gần 1m1. Cây này câu tôm đúng bài, câu tôm đúng bài nhá. Mấy cái khoang này thì nó bị hoang rỉ rồi, mấy cái khoang này bị hoang rỉ rồi, mọi người về cọc lại nhá. Cọc lại mấy cái khoang để câu tôm thì đơn giản mà nhá. Cây này cây số 19, một trăm mốt. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship.
và mình cũng nói luôn là hàng của mình gửi đi thì mọi người được phép kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Mọi người phải kiểm tra. Đấy, bắt buộc phải kiểm tra xem hàng có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho bên mình để đâu bên cùng giải quyết ngay lập tức luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không xem hàng mà nhận bừa rồi báo cho mình bị này bị kia nhé. Đấy, không có bưu tá ở đó rồi cũng mệt nữa. Đây là mình nói với bạn là phải kiểm tra hàng cẩn thận. Ok, đây mình bóc ra được cây này nữa này. Đấy, cây hai khúc nhé, hai khúc đọc mảnh đây này, dài 2m1 này. Đấy, uống thử cho mọi người xem. Đấy, đấy, ok, đang cọc cây xù con chả tháo rồi nè. Dài 2m1, thu vào 1m06, đọc là 1,1 ly, cân nặng 140g nhé. Cây này cây số 20 luôn đi, 20 cây này à, cây này có dùng bán 230.000 nha mọi người. À, chào mọi người.